Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục về hàng loa mới nhập khẩu nguyên kiện từ Trung Quốc đây. Đây nha. Hàng đặt của anh em này, hàng đặt của anh em đại lý này. Anh em đặt đây là mã mẫu OHM này. OHM và B3, B3X12i ở trên xe rồi. Đây là OHM này, chiều nay sẽ giải phóng cho anh em luôn, đại lý luôn. Trả hàng luôn, hàng vừa cập bến luôn nhá, hàng vừa cập bến. Đây, loa OHM nhá. Chút nữa em sẽ bóc ra cho anh em xem, hàng cực kỳ chất luôn. Đây, vẫn còn nguyên bao tải trong là thùng của nó nhá. Đấy, hàng nhập nguyên chiếc anh em nhé, hàng nhập nguyên chiếc OHM. Anh em nào cần order hàng nhập khẩu Trung Quốc thì hãy liên hệ ngay cho em, rất là nhiều luôn nhá. Số lượng em về nó khoảng 20 đôi, 20 đôi khách đặt. Đấy, khách đã đặt cọc để kéo hàng. Đây thì hôm nay hàng nó đã cập bến đây rồi, rất là nhiều nhá. Đây, loa ôm này, còn loa B3X12i em đã bốc lên xe rồi, chiều nay bốc lốt cái loa ôm này lên. Hôm qua họ giả thiếu loa ôm, hôm nay hàng về lốt thì để đóng lên xe để giả anh em đại lý nhá. Anh em đại lý ở Nghệ An rồi ở Thanh Hóa chuẩn bị đón hàng nhá, chiều nay bên em sẽ trả hết hàng cho anh em cái hàng nhập khẩu nguyên chiếc này nhá. Đấy, chào anh em nhá.